Và sau đây Huy xin kính chào quý vị. Quý vị ơi, cái tác phẩm Linh Vũ Đằng Sơn của anh Nam Lê và đang ở triển lãm Đông Anh quý vị ạ. Và hôm nay là ngày khai mạc. Anh Nam Lê đang trò chuyện cùng với các anh. Quý vị nhá. Đây là móng đẹp hả? Em ơi, chào anh Nam Lê nhá và chào tất cả các anh nhá. Vâng, vâng, vâng ạ. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe nhá. Ngắm cây thật đã nhé. Yeah. Ok, chúc Đức Huy quay được nhiều tác phẩm, mang được rất là nhiều giá trị cho người chơi. Vâng, cảm ơn các anh. Để lan tỏa được cái tình yêu đối với cây, đối với làng cây Việt Nam. Vâng, vâng. Đây là những cái cây mình rất là tâm huyết từ 2004 đến giờ. Anh nuôi đến giờ là 18 năm. Đam mê mình cái làm nó thật kỹ cho mình chơi cho nó đại. Mình chinh phục cái chơi luôn. Tâm hồn nó sảng khoái. Cắt giật hoàn toàn đấy. Cắt giật hoàn toàn. Xanh lá móng mà thấy ở trong triển lãm này như đánh giá lá mà xanh quê thì một trong cây này là một trong những cây là lá đẹp nhất. Dạ. Rất là thành công. Thích cái dáng cây. Mà đúng rồi. Thích dáng nghĩa là cái dáng sẽ không nhìn thấy cái cây nào thứ hai nhìn lại những dáng này. Và cái nét độc đáo. Không, cái nét độc đáo của cây. Đường thân của cây cũng là biến hóa của những cái cây cổ. Giá trị. Giá trị thời gian, giá trị kỹ thuật. Trong đó thì mình chơi mình có nhiều cái cảm xúc, sắc thái nó khác nhau thì tạo cho mình những cái tâm hồn nó bay bổng trẻ hơn tí đúng không? Trẻ hơn bay bổng chân bệ độ cổ như vậy thì tiếp tục cây già mà tâm hồn trẻ. Chứ mà các anh cứ công nhận bây giờ và nhìn ví dụ sang cây sẽ cái cây ba thân sẽ rất nhiều cây giống nhau đấy. Nhưng mà cái độc đáo trong cây cảnh là rất là quan trọng. Nó khó, nó không trùng lặp. Cái này cây thì nghệ thuật là nó không biên giới. Tùy theo mỗi người làm như thế nào đó. Nhưng nó tạo ra một cái mà nó không trùng lặp với người ta thì mình thấy nó hay. Có nhiều cái hay. Chính vì em thấy nó cũng độc đáo. Linh Vũ Đằng Sơn rất là nghệ thuật quý vị nhé. Độc đáo thì nó chỉ là quá đẹp. Ô, em nghe giọng anh ở trong miền Trung, miền trong à? À em Vũng Tàu ra. À Vũng Tàu ra. Dạ, ba anh em từ Vũng Tàu ra. À ba anh em Vũng Tàu nhưng mà anh giọng Bắc. À mình thì người Hải Dương. Đấy. Vâng vâng vâng. Thế còn hai anh ở trong Vũng Tàu. Ba anh em Vũng Tàu nhưng mà đây là gốc Hà Tĩnh, đây gốc à, gốc Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại giờ đang là phường trú Vũng Tàu. Vâng. Là Hải Dương. Rồi rất là tuyệt vời từ trong Vũng Tàu. Các anh cũng ra đây tham quan ngắm trực tiếp. Thì các anh ngắm trực tiếp những tác phẩm ở triển lãm Đông Anh thì các anh thấy sao? Anh thấy sao về cái chất lượng? Quá nhiều cảm xúc. Nó rất là đẹp. Nhiều khi là trên hình ảnh không mô tả được hết. Vâng. Nhưng mà ra ngoài thực tế mình mới thấy những cái đường nét rất là chi tiết mà mình ngắm vào như vậy thấy là đây là triển lãm có rất là nhiều cây đẹp không tưởng tượng, chung là rất là hài lòng, rất là thú vị. Khi ra ngoài này thì thấy là rất là xứng đáng. Nếu bạn nào mà yêu cây mà không ra ngoài này để xem cái lần này thì thấy là có lẽ là hơi phí. Chỉ biết nói như vậy. Đúng rồi. Là liên tục ngắm từ sáng đến giờ đi hết tác phẩm này tác phẩm kia mà cũng chưa được kỹ lắm nữa. Vâng. Mà thấy chung là rất là tuyệt. Vâng. Các anh phải ở đây mấy ngày để ngắm kỹ hơn anh ạ. Vâng. Thế thưa quý vị, nếu mà dành nhiều thời gian ngắm đấy, phải có thời gian thì mới cảm nhận được cái đẹp. Nếu không có thời gian thì chưa thấm được cái đẹp thì chưa cảm nhận được cái đẹp. Ba ngày thì anh đúng rồi. Nhiều thời gian. Vâng. Còn nếu mà mình lướt qua thôi thì mình không không
không cảm nhận được hết, không cảm nhận được cái đường cục quạng. Như là đón dính ở đây đang đang bao nhiêu rồi, khô dài. Cái xương đấy là thả nước. Đấy, cái phần thả đấy nước. Cái phần đấy là thả nước. Xanh quê như là giảm. Cái chân này nằm chưa được. Cái xanh là móng này là vẫn xanh. Nó làm răm nó vẫn lâu hơn năm thì Đình Vũ Đằng Sơn. Quá xuất sắc, một cái nét độc đáo của tác phẩm thể hiện rất rõ. Quý vị vừa ngắm cây và vừa cảm nhận. Và chào các anh. Anh Nam đây, anh đây cho em hỏi là cái đây là cái cây cổ xong mà trước cái về anh giật đi anh làm lại à? Mình cắt giật kỹ hết. Xong bắt đầu xây dựng 18 năm à? Cắt giật hết, không còn gì, còn mỗi thân. Vâng. Thế là anh những cái cành trước nó xấu. Vâng, vâng. Thế là cái cổ nó ở chỗ này. Đấy, cái thân nó chỉ bằng cái này thôi. Thế là những cái tay này cũng nuôi mới hết đấy. 18 năm mới nuôi được. Nuôi đoạn kia. Nuôi các tay này và nuôi đấy, cổ hết phải không ạ? Toàn bộ mới, còn những cái tử này thì cổ già là ngày xưa đến tận đây. À đây rồi, đến chỗ này. Đây rồi. Đâu là mới. Vâng. Thì mình cứ từ những cái năm đó thì mình có cái ý thức làm được làm thế nào để cho mình những cái cây làm thật kỹ để chơi. Nó cũng không phải những việc khác. Nên là cứ hết mình. Vì đam mê. Hết mình thì nghệ thuật đó. 18 năm dài dẳng quý vị ạ. Không đơn giản một chút nào đâu. Tức là cứ tâm huyết, ngày đêm cứ tâm huyết mà mình thổi hồn vào đó thôi. Ví dụ chẳng hạn bình thường đi làm đúng công việc về thì xong rồi lại ngồi ở góc này để thấy cái kia chưa được, cái này chưa được. Xong rồi lại nghiên cứu. Cái lúc cái kiến thức chưa được đâu. Vì có ai giỏi được ngay đâu. Nếu mà đi còn non trẻ luôn luôn cập nhật. Nghiên cứu xong thì cái tư duy của mình thì mình nên quyết đoán nên làm như thế nào. Anh bây giờ khi mình đam mê vào cái mình hết mình cái thì như là kết quả là cầu đấy cũng rất là xứng đáng. Cứ mở đầu thì cũng run, có phát quyết định thì cũng run thì xong rồi sau tức là mình cũng phải tư duy là nhiều lần, mất nhiều thời gian rồi. dần mới có những cái quyết đoán. Như bây giờ thì cái kinh nghiệm cũng khác. Trước thì lúc non thì cũng có ít phát chết được. Không thể tránh được. Phải có những bài học như vậy không? Xong rồi sau nghĩ thấy tiếc. Cắt trong cây của mình thật. Bởi vì cái lúc ngày trước là có đi làm được cho mọi người không có như bây giờ đâu. Dạ. Làm cho mình thôi nhưng mà sau nghĩ tiếc. Tại sao mình lại nghĩ vậy? Sao mình lại quyết đoán như vậy? Nhưng mình nhìn lại ra thì hành trình nó phải có như có chủ nhân mới thì nó mới có ngày hôm nay. Kết quả giờ nó mới cảm nhận được cái ngon ngang như ngày hôm nay. Nói chung là trên cái đường đến thành công không bao giờ bằng phẳng cả anh ạ. Chứ mà cũng phải vấp ngã thì mình biết cách đứng dậy từ cái vấp ngã ấy. Vâng. Sẽ trưởng thành. Vâng. Đúng rồi. Nếu mà không vấp ngã mà đường lúc nào nó cũng nhung lụa nó bằng phẳng thì chúng ta không thể lớn mạnh được. Vâng, rất là chuẩn ạ. Nên là thôi không may anh em ai mà có vấp ngã thì phải cố gắng tìm cách đứng lên từ cái chỗ mình đang đứng mà bị ngã. Có công mà sắt ngã. Có công mà sắt ngày nên sắt đen đúng không? Thủ à? Em trai. Quan trọng là ngã phải biết đứng dậy. Biết xong rồi từ những cái bài học đó thì mình sẽ nghiên cứu sâu hơn và mình sẽ dần dần thì mình có cái tư duy tốt hơn, lớn mạnh hơn và
nói chung là cố gắng đầu lắm học hỏi rất nhiều. Đến giờ này vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Từ gì đúc kết đây là rất là quan trọng trong hành trình của anh em mình chiến đấu. Đâu anh biết ở bàn. Nằm trên Vũ Đăng Sơn. Nhìn vào cái nét đúng rồi, những cái cảnh phóng hồi vâng đúng không, nhìn vừa là cảnh phóng mà lại vừa cảnh phông, vừa phóng vừa phông, vừa phóng vừa phông lại hồi đối trọng rồi vâng đúng rồi, rất là cái nét đấy là nét đối trọng lại cho cái dáng cây, những cái cảnh phóng đấy mà nó lại là cái phông cho cái cây vâng, đẹp lắm, quý vị ạ. Ngồi nghệ thuật nghiên cứu các kiểu. Thế và mỗi tác phẩm cho chúng ta một cái cảm nhận về nghệ thuật riêng. Nhưng mà càng ngày càng thấy nó càng to, cái đoạn vẻ như vậy. Thì cây nó biến hóa. Tất nhiên trong rồi. Trong vườn, trong vườn, nó cũng nhỏ. Theo thời gian. Cây thì nó cây sẽ là cái vật. Cây là cái vật thể sống mà, luôn luôn phát triển mà luôn luôn sẽ theo thời gian to lên và đẹp lên. Cái lúc trước nhìn sơ sài nó ốm yếu. Giờ anh thêm về chân móng nhìn lại cũng thì thôi thì cứ kể nó dần dần. Móng này thế gì nó có thể dễ. Kể cái như hôm trồng cái cây này thì những nó rễ, rất là nhiều xốp ở trong này. Những cái rễ cũng đã cây đáy nó xong rồi cho nhiều xốp cho ít đất. À thế dưới anh cây xốp à? Cho nó chống ăn. Vâng, cho nó ăn ít cho nó nhẹ, mà ở dưới xếp rất là nhiều xốp, có một ít đất này. À thế ạ. Có một ít đất này. Trong vâng. Cái này thôi nhưng cái bể này rất là đông. Vâng. Không phải sâu. Vâng vâng. Mình không nên cho ăn nhiều. Vâng. Đã hoàn thiện rồi thì cho ăn nhiều thì nó hỏng cây. Em thấy vâng. Cái chiều hướng cái kia nó còn to lắm. À thì nó vẫn chưa biến đổi theo thời gian. Nó được bao nhiêu cây? Thì những cái cây như thế này mà mình cho ăn nhiều nó hỏng hết toàn bộ nó dễ. Cho nên là anh em cũng phải lưu ý trong cái việc chăm sóc cây. Nên anh làm với cây dễ cảnh cái như nhau hết. Cái gì mình cũng mong là mọi người như anh em đấy thì cũng tham khảo được là mình cho ăn ở cái mức độ nào cho phép và đến thời điểm nào ta nên dừng. Yeah. Ta điều tiết được cái dinh dưỡng của cây. Yeah, điều tiết được cái dinh dưỡng ta giữ được màu thời gian của cây. Đúng rồi. Còn nếu bây giờ chẳng hạn mình mà cứ ăn nhiều quá, ăn khỏe quá thì mỡ máu tiểu đường các kiểu các loại là bệnh là do mồm hết đúng không ạ? Nên là cái cây nó từ cái rễ cũng như vậy. Cái cây nó như thế. Chúng ta cứ suy từ ta ra và cây cũng như vậy. Nên là anh em là cố gắng nuôi ở cái mức độ và cái cách tưới nữa, cách tưới nó cũng là rất là khoa học. Không phải lúc nào cũng nhiều nước là tốt. Đúng rồi, ta nên để có những cái thời gian để nó hơi khô một chút vào những cái giai đoạn mà ví dụ chẳng hạn những cái giai đoạn mà muốn hãm cho cái lá cây nó nhỏ, giai đoạn đầu những cái lúc mà nó là nọc non, ta tưới dưỡng tưới rửa cho nó tốt, không phải tưới nhiều. Nên là cái mầm nó rụt, sau này ta có làm có cắt chuyển thì nó các cái đoạn đó thì nó dày. Mình thích, mình có nhiều sự lựa chọn. Chứ còn nếu mà cho ăn mà cứ tưới thần lực thì xong đến lúc nó cứ dài cho nó uống ấy, nó dài. Đến lúc cắt giật, không biết cắt ở đâu. Đốt nó dài quá. Đấy, cái đấy là nguy hiểm. Nên là qua cái chương trình hôm nay thì Nam cũng có một chút kinh nghiệm trao đổi với quý vị. Đấy là kinh nghiệm của Nam. Nếu quý vị có những kinh nghiệm nào tốt hơn thì comment. Vâng. Kênh Bonsai Đức Huy để anh em chúng ta cùng lan tỏa vâng. Tìm hiểu thêm kiến thức để xây dựng cho cái nền cây cảnh chúng ta nó tốt hơn. Vâng ạ. Hôm nay cũng rất là mong nhận được những cái comment, những cái hồi âm thật tốt của quý vị. Nam Lê xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh Nam Lê nhé. Và cảm ơn các anh nhé. Và cảm ơn các anh vì cái cuộc trò chuyện này. Và Bonsai Đức Huy cũng xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Vâng, trân trọng cảm ơn quý vị.